Xin mến chào các bạn. Mình tự giới thiệu mình là Lê Phước Bền, thích chế cái này cái nọ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế một cái máy nạo dừa để mình phục vụ gia đình và hàng xóm ha. Cái máy nạo dừa của mình rất đặc biệt mà mình tự chế nạo được những cái miếng dừa lớn. Mình chế cái cục nạo của mình sẽ là cục cây như thế này nha các bạn. Cái motor bơm nước của mình á, cái motor bơm nước của mình á thì mình bỏ ra rồi. Mình lấy mình làm cái đồ nạo dừa, motor nửa ngựa nè các bạn. Rồi mình cắt bỏ hệ thống bơm nó đi thì nó sẽ lòi ra một cái trục như thế này đó. Mình cắt bỏ bơm hết nó sẽ lòi cái trục như thế này thì mình sẽ lắp cái cục nạo dừa mình tự chế. Đây mình dùng mũi khoan nha, mình khoan nhỏ rồi mình nong dài ra, mình khoan cố làm sao cho nó hơi đồng tâm chút nha các bạn. Mình khoan từ từ mình nong ra, từ nhỏ mình nong ra tới 12 ly là đặng cho nó phù hợp với cái cốt này. 12 ly nè các bạn, mình khoan lỗ này 12 ly xong mình mới chế keo vô cái lỗ này, chế bằng keo dán sắt nha các bạn. Đó, chế keo dán sắt chế vô xong mình đóng cái khúc cây này vô đây, đóng cố định luôn rồi mình tiện. Rồi bắt đầu mình chế keo rồi mình đóng nha các bạn, đóng cái khúc cây này vô đây, chế keo vô mình đóng cố định luôn. Rồi sau khi mình vô keo, mình đóng vô đây cố định luôn nha các bạn. Vậy là mình bắt đầu mình ghim điện vô mình tiện nha các bạn. Rồi mình bắt đầu mình tiện. Mình dùng cái cây đục nè mình tiện nha các bạn. Mình dùng cây đục nhỏ hơn này mình chích ở trong gốc này các bạn. Thank you.
chừng đi, tạm dừng. Rồi sau khi mình tiện thành hình như vậy rồi mình lấy giấy nhám mình chà nha các bạn, cho nó láng. Cái này chưa được êm hung để mình tiện lại cho nó suông suông vô chút nữa nha các bạn. Chỗ này chưa êm hung. Rồi vậy được rồi đó các bạn, mình đánh với nhám lại. Sau đó thì mình dùng vít ba khía nè, cái mũi nhọn ba khía này mình chích đường rãnh nha các bạn. Mình chích đường rãnh ăn nữa, hồi nữa mình biết đường đóng đinh. Rồi bây giờ mình bắt đầu chích nè nha các bạn. Rồi giờ mình đã chích xong cái sản phẩm của mình rồi đó, bắt đầu mình lấy đinh hai phân mình đóng nha các bạn. Mình lấy đinh hai phân mình đóng vô. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái bút lông mình chia cái này thành 16 múi nha các bạn. Mình chia cái cục nạo của mình thành 16 cái múi. Rồi để mình cách mình chia cho các bạn xem.
cũng chia cũng tương đối đều đều các bạn. Chia mình quên nãy mình nói chia làm 8 múi chứ không phải 16 múi các bạn. Chia làm 8 múi. 12 múi, mình chia làm 12 múi đi. Thì mình ai siêng thì chia ra nhiều, ai không có siêng hung thì chia ra ít. Mình cái này mình chia ra làm 12 múi. Để mình đóng 12 cái đường găng đó các bạn. Chia làm 8 xong rồi đó. Mình chia làm 4 xong rồi mình chia lại làm 3. Mình sẽ chấm mình chia làm 3 lại. Rồi mình nói mấy cái đầu này lại xương xương được rồi các bạn. Cũng tương đối thôi. Không có cần độ chính xác cao lắm đâu, mình thấy đều đều vậy được rồi. Rồi. Vậy là mình có cái cục này là 12 múi nha các bạn. Mình chia làm 12 múi rồi mình bắt đầu đóng đinh. Mình sẽ phát thảo một đường trước. Mình đừng đóng vô sâu trong này quá đi. Mình đóng cũng cũng xích ngoài này thôi. Mình đóng sâu vô trong đó, mình không có nạo trong này sâu mà mình đóng sâu vô quá cũng mất công. Rồi mình đóng vậy mình phát bảo cho một đường xéo qua cách bốn khía nha các bạn, tới lần đường đường múi thứ hai này cách bốn khía, một khía hai khía ba khía bốn khía, mình sẽ đóng một cây nữa năm khía đi, bốn khía còn dày quá sợ nó nứt, một khía hai khía ba khía bốn khía năm khía. Để cho cây đinh nó mỗi cây đinh nó cách nhau năm năm khía vậy đó, nó sẽ cái cây của mình nó sẽ không bị nứt. Một khía, hai khía, ba khía, bốn khía, năm khía. Một khía, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai.
2, 3, 4, 5. Rồi mình cứ từng tự vậy đó mà mình đóng hoài. Bây giờ hồi nãy mình đóng ngay cái khía, bây giờ cái vòng thứ hai này mình đóng giữa cái khía nha các bạn. Mình cũng cũng cách cách 5 khía. Mình đóng vòng thứ hai. 1 2 3 4 5. 5 vậy bây giờ mình nhảy lên 5 vòng rưỡi đi là mình đóng giữa cái khía. Mục đích mình đóng như vậy là khi mà nó quét vô cái miệng dừa mình cho nó sạch hết, nó không bị lỗi đó các bạn. Mình tính kỹ cái vòng đó đó, mình đóng cái đinh sao tới chừng nó quét vô cái gáo dừa nó sẽ không bị lỗi thì mình nạo nó nhanh. Nhưng mà có lỗi chút đỉnh cũng không sao. Rồi mình cứ tiếp tục mình đếm vòng vậy, mình đóng 1 2 3 4 5. À, mình đóng giữa khía cái. Rồi các bạn từng tự đóng đóng hoài đóng riết cho nó giáp hết cái này đó. Cách đóng là vậy đó các bạn, đóng từng tự đóng vậy hoài cho nó giáp hết. Rồi mình tiếp tục mình đóng các bạn, đóng hoài đóng tới chừng nào nó bít hết, đóng bít hết mỗi cái một cây cách khoảng với nhau chừng một phân, mỗi cây cách khoảng với nhau một phân đều vậy đó. Mình cũng không nên đóng nhà đóng dày quá, đóng dày quá nó sẽ bể cái cục cây của mình. Đóng cũng cách nhau phân vậy à, cách cây này qua một phân. Đóng dày quá nó sẽ bể cái cây của mình đó các bạn. Tiếp tục mình đóng nha các bạn. Đóng đóng hoài đóng tới chừng nào nó bít mới thôi. Rồi mình đóng cũng sắp xong rồi các bạn, còn chút nữa xong rồi. Rồi mình tiếp tục mình đóng nha, đóng cho giáp hết rồi mình dùng lưỡi cắt mình cắt đinh. Rồi bây giờ mình đã đóng giáp rồi nha các bạn, mình dùng keo dán sắt nè, mình sẽ nhiễu cho nó đều hết nha các bạn, nhiễu đều hết cho mình tạo cho cái cục của mình nó chắc thêm, chứ nó lọt xuống mấy kẻ mình mới đóng bị nứt đó các bạn. Như vậy là cái cục của mình nó mới chắc chắc thêm. Keo dán sắt đâu có nhiêu tiền, rẻ. Mình cứ chế đều hết cho cái cục cây của mình nó gắn chắc hơn, nó sẽ không hư lâu, hư nó chảy xuống mấy kẻ nứt đó thì cái cục cục nào của mình nó sẽ bền. Rồi. Rồi chế nhiều đó cũng đủ rồi các bạn. Rồi mình chờ nó khô cái mình lấy máy cắt mình cắt nha, mình cắt đinh. Chờ khô keo một chút đi. Rồi mình chờ khô keo nha các bạn, mình chuẩn bị cái máy cắt. Đang để mình cắt đinh. Rồi mình chuẩn bị máy cắt rồi mình chờ khô keo một chút mình cắt đinh nha các bạn. Keo mình chế hơi nhiều nó lâu khô mà nó vậy nó tốt á, cục nào mình sau này nó sẽ gắn chắc nó không có bể. Rồi mình đóng rồi mình sửa soạn mình cắt găng nha các bạn.
Rồi mình chuẩn bị máy mình cắt ra. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình cắt răng nha các bạn. Mình cắt xong rồi các bạn. Mình cắt xong hết mấy cái đầu đinh rồi, mình mài xương nó qua một lần nha. Mài mình mài vậy. Mình mài vậy mình chừa khoảng 4 ly nha các bạn. Chừa độ dài nó khoảng 4 ly. Xong mình cho cái cục nạo của mình nó chạy. Mình ghim điện vô nó chạy, mình sẽ để mình kê máy này vô. Nó vừa chạy vừa mài nha. Mình mài 1 ly, còn độ dài cái găng này cỡ khoảng 3 ly là vừa. Đừng để dài quá nha. Dài quá nạo nó sẽ sóc, nó đứt tay. Mình mài chừa nó khoảng 3 ly là vừa. Rồi bây giờ mình cho cái motor nó chạy nha các bạn. Rồi motor nó chạy xong mình sẽ kê cái cục đá này vô cho nó săn che lại cho găng mình cho nó đều nha các bạn. Rồi mục đích mình làm vậy đó là để cho các găng này nó sẽ bằng trang với nhau hết. Khi nó quét lên cái gáo dừa của mình nó mới sạch, nó mới đều, nó không bị sốc mà nó đều bằng trang luôn. Rồi vậy là mình làm cái trái nạo dừa xong rồi đó các bạn. Vậy là xong rồi đó, mình cứ gáp cái thao vô. Gáp thao vô mình sẽ đục cái thao một cái lỗ lớn bằng đường kính của cái chai nạo này. Mình đục cái thao nha các bạn. Mình đục cái thao đường kính bằng cái chai nạo này rồi mình sẽ lồng vô. Chứ mình không có tháo chai nạo này ra nha các bạn. Chai nạo này là để cố định luôn hoài luôn đó. Nếu mình tháo ra tháo vô thì nó sẽ lệch tâm, nó sẽ rung. Rồi mình đo cái đường kính này, mình đục cái lỗ thao xong mình chồng cái thao vô mình bắt ốc là xong rồi đó các bạn. Chỉ vậy thế thôi. Còn mình chống nước thì mình dùng mấy cái miếng gòn mình kẹp vô đây mình chống nước cho cái motor mình nó bền. Rồi sau khi mình làm hoàn chỉnh xong thì motor cái máy nạo mình nó sẽ như vậy các bạn, nó quay rất là êm.
Nè con ghim điện vô rồi cho nó quay thử cho các bạn xem. Nó quay rất là êm. Nếu mình có điều kiện ha là mình trên cái ghế này. Rồi ghim đại vô đi. Nhà của mình nè. Quay rất là êm, rất là đồng tâm đó các bạn. Rất là êm nha. Mình nạo dừa rất là ngon. Rồi mình có điều kiện á, mình bắt thêm công tắc nha các bạn. Đây mình bắt thêm công tắc. Mình bắt thêm công tắc. Rồi xong á là mình bắt nó vô cái ghế rồi thao rồi mình làm vậy. Thấy không? Mình bắt ốc vô nè. Thao thì mình đục lỗ lớn này. Đục lỗ lớn bằng đường kính của cái trái nạo này. Mình sẽ lồng nó vô. Rồi mình làm cái miếng gòn chống nước ở đây. Thì để cho mình khi mình rửa nó nước nó không có bị lọt vô motor thì cái motor mình nó sẽ bền hơn. Rồi nếu bạn nào có điều kiện thì làm bốn cái chân này chống sốc luôn. Bốn cái chân chống sốc nè. Mình kiếm đồ mình chế bốn cái chân chống sốc khi nó chạy nó sẽ êm hơn. Đây. Đây cái chân này là mình làm mình đã độ cái chân chống sốc rồi đó, nó bằng nhựa đó các bạn. Mình ra chợ mình mua mấy cái chân mà nó để gắn bình xịt đó các bạn. Mình mua hai cái chân gắn bình xịt mình cắt làm hai mình sẽ được bốn cái. Hai cái chân gắn bình xịt. Hai cái thôi mình mua hai cái chân gắn bình xịt đó mình cắt ra làm hai mình được bốn cái xong mình gắn vô đây. Và gắn dễ lắm, mình khoan khoan cái mũi khoan vô cái chân ghế này bằng 6 ly đó rồi mình dặn cái bốn cái cục chống sốc này vô là xong ngay. Rất là dễ độ chế luôn, chống sốc thì cái motor mình khi mình chạy nó rất là êm. À. Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Đó, video mình hướng dẫn các bạn chế một cái máy nạo dừa tự chế ở nhà đó để mình nạo dừa. Mỗi lần đi đi chùa hay gì mình xách theo mình nạo dừa hoặc là mình nạo mướn ở nhà hoặc là mình nạo để mình ăn ở nhà rất là tiện lợi. Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các video sau. Xin mến chào.